Phần cuối của bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị câu chuyện về tục cúng rừng của người Hà Nhì tại nơi vùng cao biên giới Lào Cai. Đến xã Nậm Pung, huyện Bát Sát, du khách thập phương sẽ cảm thấy bị cuốn hút bởi những khu rừng nguyên sinh quanh năm xanh tốt. Những khu rừng còn ở lại với vùng đất này xuất phát từ sự tôn trọng, yêu quý rừng, ứng xử nhân văn với rừng của bà con dân tộc Hà Nhì Đen nơi đây. Qua các nghi lễ truyền thống như lễ cúng rừng gạ ma do, phong tục giữ rừng, bảo vệ nguồn nước đã được người Hà Nhì Đen truyền từ đời này sang đời khác. Riêng ở Lào Cai thì cái người Hà Nhì thuộc nhóm Hà Nhì Đen, dân số khoảng tầm hơn 4.000 người, là tập người có lịch sử cư trú lâu đời, cái địa hình cư trú cao và phức tạp, nên người Hà Nhì Đen ở Lào Cai vẫn còn bảo lưu được nhiều các nghi lễ truyền thống của dân tộc mình, trong đó có nghi lễ tạ ơn rừng, gạ ma do. Đây là nghi lễ lớn và quan trọng nhất trong năm của người Hà Nhì. Nghi lễ cúng rừng gạ ma do diễn ra hàng năm, nhắc nhở các thế hệ người Hà Nhì cần có ý thức trong việc bảo vệ rừng thiêng, nơi không được xâm phạm. Mỗi bản Hà Nhì nhận trông coi một khu rừng và dân làng có trách nhiệm bảo vệ. Họ tôn trọng tất cả những gì thuộc về rừng và luôn bảo vệ mọi thứ có trong rừng, kể cả những cây bị gãy hay mục nát. Cơn bão vừa rồi là quật đổ cái cành của cái cây, để đây để mục thôi, không được lấy về đúng không? Không được lấy về. Từ nhỏ, anh Lý Dì Mờ đã được cha ông nhắc nhở phải bảo vệ rừng để lấy nước ăn, bảo vệ rừng để lấy nước làm ruộng bậc thang. Hơn nữa, không có rừng thì khách du lịch sẽ đến rất ít. Vậy nên, bảo vệ rừng đã ăn sâu vào trong máu thịt của những người Hà Nhì như anh Mờ. Phong tục giữ rừng này là từ ngày xưa rồi. Tức là từ khi có làng là bắt đầu có cái rừng này. Năm nào cũng vậy, là người ta cũng đi cúng. Ở trong này thì chỉ được phép lấy củi và đun trực tiếp ở đây. Với những cây mà đã chết, không được phép, không được chặt những cái cây khác. Khu rừng bên kia, rừng tập thể bên kia thì là cả làng thống nhất ý kiến để cho 1-2 ngày. Mỗi hộ sẽ đi một người để lấy củi, nhưng mà được lấy củi khô, không được lấy củi tươi. Đấy. Các nghi lễ truyền thống của người Hà Nhì là một cách hiệu quả để bảo vệ rừng mà cha ông của họ đã làm bao đời nay. Những cánh rừng tự nhiên nơi họ sống rất đẹp, cuộc sống thì đơn giản, không khói bụi, không ô nhiễm, thật tuyệt vời. Niềm tin thiêng liêng trở thành tín ngưỡng, cả cộng đồng thôn bản cùng vào cuộc. Đây là cách mà người Hà Nhì Đen ở Bát Sát giữ gìn những cánh rừng nguyên vẹn vẻ huyền bí, hoang sơ và kỳ vĩ, trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn bậc nhất nơi vùng cao biên giới Lào Cai.